Đấy, với cái hình thức của con Pioneer 799 này, chúng ta nhìn là nó ăn điểm ở một cái đó là nó có một cái dải đèn của hai cần rất là đẹp nhé, lung linh huyền ảo. Nó cảm tưởng như chúng ta đang đứng ở trên cao nhìn xuống một cây cầu, nó rất là hùng vĩ. Các dải đèn này nó giống như cái dây đèn led mà nó căng ở những cái dây cáp cầu, rất là đẹp mắt. Đấy, cái hình thức con này thì nó rất là khỏe và lành, nó ít bị lỗi bởi vì nó không có cái màn hình, nó chỉ thiên về cái hiệu năng hoạt động của nó thôi. Hai dải cần này thì nó cho ta được 22 dải kênh này, kênh 1, kênh 2, nó cho ta được 20 cần một kênh, kênh 1 và kênh 2 đây. Chỉnh làm sao chúng ta nó có cái hiệu ứng nghe nhạc, cái tiếng trống, tiếng bát nó sâu và cái tiếng chép nó lách tách, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận nó hay được. Đó, các bạn nhìn đây cũng được đấy. Đầu tiên là nó sẽ chỉ có 3 cái nút chức năng. Ở dưới nhất là nút bật tắt nguồn. Đấy. Và nút thứ hai là lên là nút EQ. Đấy, như thế này là các bác nghe nó khác nhé. Đấy, nó không còn tí tách nữa, có nghĩa là nó đang ở cái trạng thái là không xử lý âm thanh nữa. Tiếp tục lên đến cái nút, và tiếp tục lên đến cái nút này, nút input. Con này nó sẽ có hai ngõ vào đường input, thì chúng ta cắm ở đâu khi chúng ta ghép nối nhá, chúng ta cắm đúng như những cái quy trình mà nó không có tín hiệu, chúng ta ấn chọn ngõ này. Đấy, nó chỉ có hai ngõ vào, chúng ta chỉ ấn vào nhà. Dòng này không, dòng này là phím mềm chứ không phải là phím ấn vào nhà ra. Chỉnh thì chúng ta có thể như từ 20 cho đến tầm 510 đến 600 này, nó sẽ là giải thấp đấy, giải bát đấy. Đấy, chúng ta sẽ nâng dần lên để cho cái tiếng trống nó theo cái căng hơn, khỏe hơn và nó sâu hơn. Thì bên này cũng vậy, ở giữa giải trung thì chúng ta để ở trung này, và giải chép cao á, chúng ta đẩy lên đi là chúng ta nghe nó đủ rồi thì chúng ta dừng lại, không nên khai thác quá sâu thì nó sẽ bị chói. Bên này cũng vậy, kênh một chỉnh nào thì kênh hai chỉnh như vậy để cho nó có một cái hiệu âm thanh nó cân bằng. Nó có một cái băng đèn này báo này, biên độ vào tín hiệu âm thanh. Và ra đằng sau một chút thì dòng này thì đây, nó chỉ có duy nhất hai đường vào và hai đường ra của toàn bộ dây giác hoa sen hết. Và em cũng đang test một đơn hàng này cho anh khách hàng, đó là anh Nguyễn Văn Tý, anh ở Cà Mau. Anh Nguyễn Văn Tý, anh ở Cà Mau, hôm nay anh có đặt bên Cốc Cốc Audio của chúng em một chiếc lọc, một chiếc lọc mang thương hiệu Pioneer, model gọi là EQ799 đây ạ. Sản phẩm này thì bên chúng em bán ra là giá 1.300.000 đồng, bao ship và tặng kèm dây rắc cho các bác. Dây con này đi kèm nó sẽ một sợi dây AV078, thì chúng em sẽ tặng như vậy để cho bác về bác sẵn ghép nối. Giờ em sẽ dừng video nhé, em test thêm cho bác so sánh nhé, em tắt EQ nhé, em bật EQ lên đấy. Ngõ vào và tăng nguồn. Ok, vậy là đã hoạt động ok rồi nhé. Em sẽ đóng hàng cho anh Văn Tý. Một lần nữa em xin thay mặt toàn thể anh em trong Cốc Cốc Audio xin chân thành cảm ơn anh Văn Quý. Xin kính chúc anh và gia đình có thật nhiều niềm vui, sức khỏe anh nhé, và thành công trong cuộc sống. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh Quý ạ.